thì contractor luôn có cùng tên với lớp và không trả về dữ liệu. Không trả về dữ liệu nhưng mà chúng ta không có khai báo từ khóa void, đúng không? Danh sách tham số và thân phương thức tương tự như các phương thức thành viên, tức là tương tự như cái phương thức chúng ta đã học, khác của cái chỗ khai báo thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay về khai báo cái phương thức cho lớp khách hàng, nhóm cái này vào thành cái phương thức cho nó nhìn cho nó gọn, đúng không? Đầu tiên cô sẽ khai báo cái contractor. Có một tham số nhá, public, tên lớp, khách hàng, mở ngoặc, tham số đầu tiên là in nhỉ, ID. Thân phương thức chúng ta gán giá trị cho thuộc tính, cái này nó sẽ trùng với tên thuộc tính không, tham số ID. Chúng ta gán thuộc tính ID bằng giá trị của tham số ID, đây là constructor có một tham số, có một tham số. Bây giờ chúng ta sang chương trình, chúng ta xem. Đấy, nó có vấn đề đây. Bây giờ thì cái constructor không tham số lại báo lỗi. Đó. Khi mà ta định nghĩa lớp, ta không xây dựng phương thức khởi tạo nào, thì trình miễn dịch sẽ tự sinh phương thức khởi tạo, nó gọi là phương thức khởi tạo mặc định. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã tự viết một phương thức khởi tạo, đúng không? Thì trình miễn dịch nó lại không hỗ trợ, không hỗ trợ cái phương thức khởi tạo hoặc định này nữa, cho nên là cái phương thức khởi tạo không tham số này là không có. Như vậy nếu chúng ta muốn sử dụng cái phương thức khởi tạo không tham số thì chúng ta phải viết lại cái phương thức khởi tạo không tham số. Như vậy ở đây chúng ta có hai phương thức khởi tạo. Đó. Một cái là không tham số, một cái là có một tham số. Đây chính là nạp chồng phương thức, đúng không? Phương thức cùng tên nhưng mà khác signature. Đây là phần hiển thị, cô sẽ tạo khách hàng,
với sử dụng constructor có tham số. Khách hàng, cái này bây giờ là nó ra hai cái danh sách như này đúng không? Một cái là không có tham số, một cái là có một tham số, ví dụ ID là 888. console.y.line và h4 tấn xuất đúng không? Em nhớ rằng là các thuộc tính như là họ đề tên số lượng mua đơn giá của khách hàng 4 này nó là gì? Chưa có giá trị đúng không? Chúng ta chỉ gán thôi. Chúng ta mới chỉ gán cho một gì đó thuộc tính thôi. Đấy. Cho nên các em nhìn thấy là với giá trị số nó sẽ lấy giá trị mặc định là không, còn chuỗi thì là rỗng, nên là họ đệm và tên thì không có. Ở đây là số lượng mua đơn giá và tổng tiền. Như vậy là chúng ta thấy với cái khách hàng này, có tất cả là 5 thuộc tính. Như vậy thì người dùng có thể là muốn truyền gì đó một số các thuộc tính thôi, hoặc là truyền tất cả. Như vậy thì chúng ta có thể xây dựng một chuỗi các phương thức khởi tạo với số lượng tham số tăng dần. Đó. Ở đây chúng ta là có một tham số, vậy cô sẽ viết cái phương thức thứ hai, publish khách hàng in ID string họ đệ. Cái này chắc là họ đệ với tên thì nó là gì đó, tờ phải đi cùng với nhau đúng không? Thì nhập họ đệ không được tên, nên cô sẽ viết cái này là có 3 tham số, string, tên. Đấy, chúng ta gắn. Dạ. Như vậy nếu mà chúng ta viết các constructor tiếp theo. Đó. Gồm có 4 tham số là in số lượng mua, in số lượng mua couple đơn giá. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là mấy constructor không tham số này, một tham số này, 3 tham số, 4 tham số và 5 tham số. Và trong thân này thì chúng ta, ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái dòng code này đúng không? Viết lại kèm theo thêm gán cho số lượng mua. Ở đây gán cho số lượng mua và đơn giá. Đúng không? Tên số lượng mua với lượng mua và đơn giá. Như vậy thì khi sang chương trình ở đây khách hàng 4 cô sẽ dùng con chắc tư nào cũng được đúng không? Bây giờ nó sẽ có là 5 cái signature khác nhau của constructor, cô dùng cái đầy đủ nhá. Một tham số này,
tham số này. 3 tham số này. 4 tham số này. 5 tham số này. Được chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tạo ra một chuỗi các constructor có số lượng tham số tăng dần, đó, thì chúng ta sẽ phải viết lại cái code mà chúng ta gắn giá trị cho các thuộc tính của đối tượng, viết lại đúng không? Thì để tận dụng cái code của constructor đã xây dựng trước đó mà chúng ta không cần phải viết lặp lại cái code này. Đây là code này đã viết ở constructor trên rồi, chúng ta không viết lại nữa, thì chúng ta sử dụng một cái cấu trúc gọi là constructor initializer, đã viết như thế này đó. Ví dụ như là ở constructor có hai có ba tham số, nó dùng là cái code này của constructor có một tham số, thì chúng ta viết như sau. Public khách hàng khai báo ba tham số đúng không, 2.this đó, mở ngoặc id đó, cái này nó gọi là constructor initializer đó. Thì trong cái này code này chúng ta không cần nữa, bỏ đi. Được chưa nào? Tương tự như sang bên này đúng không? Sang bên này thì chúng ta là 4 tham số thì 3 tham số chúng ta có rồi. Vậy thì chúng ta sẽ viết là sys mở ngoặc id này. Có họ đệm này. Tên này. Đúng không? Và ba cái dòng code này chúng ta không cần viết lại nữa. Và constructor cuối cùng của chúng ta đó, ở đây là 5 tham số đúng không? Thì 4 tham số là có ở constructor trên rồi, nên chúng ta gọi như sau. This ID này, họ đệm này, tên này, số lượng mua này, thấy chưa? Và cái này chúng ta là 4 nhé, 4 thuộc tính này chúng ta không cần gắn nữa vì nó đã được gắn vào các constructor trên rồi. Đấy. Đây, tóm lại là chúng ta có từng này constructor cho cái lớp khách hàng của chúng ta. Khi khai báo constructor sau, chúng ta đã sử dụng constructor gì đó đã có trước rồi, gọi lại để chúng ta không cần viết thêm code. Rồi chúng ta thử xem cái chương trình chúng ta có chạy không nhá. Đây, đây chúng ta sử dụng constructor 5 tham số, chúng ta xem khi mà xuất thì có xuất đủ ra cái giá trị của 5 cái thuộc tính như không. Rồi, các bạn có hỏi cô gì về cái constructor này không? Không ạ. Vậy chúng ta sang cái phần tiếp theo nhé. Chúng ta sang tìm hiểu về các thành viên tĩnh của lớp, tức là các thành viên được sử dụng cái từ khóa static ấy. Thì ngay từ lúc mà chúng ta tạo cái ứng dụng đầu tiên ở trong SysApp thì các em đã nhìn thấy cái thành viên tĩnh là main rồi, phương thức main rồi đúng không? Và sau đấy thì chúng ta đã sử dụng các phương thức là write, fireline,
quyết lai. Nó là những phương thức tính của lớp con sơ. Thì trong thi sát, ngoài các phương thức tính thì chúng ta có thể định nghĩa các thành viên tính khác, chẳng hạn như là biến thành viên tính hay là thuộc tính tính. Các cái loại thành viên tính này có vai trò rất là quan trọng trong quá trình xây dựng class. Đôi khi thiếu thành viên tính thì có nhiều tính năng sẽ không thể xây dựng được. Thì trong phần này sẽ giới thiệu với em về cái loại thành viên tính, đó là biến tính này, phương thức tính này nhá. Còn những cái thành viên khác thì các em nếu quan tâm thì chúng ta có thể tự tìm hiểu. Ví dụ như là phương thức tính này đó, phương thức mở rộng, những cái đấy thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu nhé. Đầu tiên là chúng ta nói đến đó, biến tính. Thì biến thành viên sẽ khởi tạo một đối tượng. Khi chúng ta khởi tạo một đối tượng thì biến thành viên cho mỗi một đối tượng sẽ được tạo ra, tức là biến thành viên của đối tượng là biến của vùng nhớ riêng. Còn biến tính thì trong lần truy xuất đầu tiên nó sẽ tạo ra vùng nhớ cho biến. Và tất cả các đối tượng của lớp đều sử dụng được cái biến tính này, dùng chung luôn. Còn biến thành viên thì mỗi một đối tượng sẽ có một vùng nhớ riêng, tức là không chung cùng nhau. Về khai báo cái biến thành viên tính thì các em nhìn thấy là cú pháp của nó giống như khai báo biến bình thường thôi, biến thành viên thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm cái từ có static. Và vì biến tính là thuộc về lớp, dùng chung cho tất cả các đối tượng, cho nên là chúng ta không thể truy cập qua từng đối tượng mà chúng ta phải truy cập qua từng lớp. Chúng ta xem một cái ví dụ sau. Đó. Trong cái ví dụ này chúng ta có một cái biến tính, biến cao. Được khai báo là static. Đây nào. Thì vì biến cao là dùng chung cho tất cả các đối tượng, cho nên khi chúng ta tạo trong constructor không tham số thì chúng ta tăng giá trị của cao lên 1. Đúng không? Và như vậy thì mỗi khi mà chúng ta new một cái đối tượng của lớp thì biến cao nó sẽ được tăng thành 1. Và như vậy khi mà hiển thị ra, các em sẽ nhìn thấy này, nếu p bằng 1 thì gì đó, cao được tăng lên 1. Nhưng mà khi tạo từ p bằng 2 thì cao tăng lên bằng 2, và p bằng 3 thì cao tăng lên bằng 3. Cả ba biến này đều trỏ đến vùng nhớ của cao, cho nên là hiển thị ra thì chúng ta thấy là trên màn hình đều cao, đều có giá trị là 3. Chúng ta quay lại cái chương trình của chúng ta và chúng ta thử. Đây là constructor đúng không? Cho nó vào.
Cái này thực ra là nó nằm trong phần thuộc tính. Bởi vì trong thuộc tính chúng ta sẽ khai báo biến của thuộc tính, nhưng mà cô tách riêng ra đây nhé, không vào trong thuộc tính kia. Đây cô sẽ khai báo biến chứa số đối tượng, biến số đối tượng đã được khởi tạo. Của lớp khách hàng chúng ta sẽ viết là khai báo một biến đi, kể cả có khai báo là public đi nhá, public tôi chưa viết thuộc tính mà public in đó số đối tượng khách hàng. Đó. Như vậy mỗi khi khởi tạo, mỗi khi khởi tạo đối tượng khách hàng đó, thì chúng ta sẽ tăng cái giá trị của biến này lên 1. Đây, cô sẽ đặt ở trong cái constructor này. Số đối tượng khách hàng tăng lên 1. Rồi. Bây giờ cô sẽ quay sang thử cái lớp này. Hay nó sẽ phải sửa code của nó này à? Cô sẽ xóa đi vậy. Có khách hàng KH1 bằng new tạo ra ba khách hàng nhé. Bây giờ khi mà chúng ta in ra, chúng ta sẽ in thử KH1 chấm của từ khách hàng đó, console.yline KH1 chấm số đối tượng khách hàng vậy khi chúng ta xuất ra giá trị của cái biến số đối tượng khách hàng, em liền nhận được giá trị là 1 thôi, bởi vì là trong này chúng ta khai báo số đối tượng khách hàng là biến thành viên thì mỗi đối tượng
khách hàng 1, khách hàng 2, khách hàng 3 nó có vùng nhớ riêng. Đó. Và khi mà chúng ta rồi đó tạo một đối tượng thì ở đây nó sẽ tăng cái số đối tượng khách hàng lên 1, tức là từ 0 tăng 1 thành 1. Khi được trên màn hình chúng ta sẽ nhận được 3 số 1. Đây là gì? Đây là biến thành viên tĩnh. Biến thành viên của đối tượng. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn rằng là khi chúng ta tặng đối tượng mới thì số đối tượng sẽ tăng lên 1, thì cái biến số đối tượng khách hàng này nó phải là biến thành viên tĩnh. Như vậy chúng ta thêm cái từ khóa static vào thôi. Như vậy đấy. Như vậy khi chúng ta chạy cùng chương trình của chúng ta nhé, thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta khai báo số đối tượng khách hàng nó là biến tĩnh rồi, thì lúc ấy chúng ta không gọi qua đối tượng được nữa, chúng ta phải gọi qua tên lớp và khách hàng. Được. Như vậy bây giờ là biến của chúng ta thành biến tĩnh, thì cả ba cái đối tượng này đều dùng chung biến. Cho nên là lúc đầu tạo KH1 thì nó sẽ là 1, KH2 thì nó sẽ thành 2, và KH3 thành 3. Nhưng đây chúng ta là gì đó, sau khi chúng ta tạo hết chúng ta mới in thì đạt được tất cả đều là 3. Còn nếu mà chúng ta sau khi tạo đối tượng chúng ta sẽ in thử từng giá của thì nó ra cái gì nhá. Đúng không? Trong ví dụ này là ta sử dụng biến thành viên tĩnh và có phạm vi sử dụng là public. Như đã nói từ lúc trước thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái biến tĩnh ấy, sử dụng cái biến thành viên public ấy, nó có rất là nhiều hạn chế. Và thay vào cái việc mà chúng ta sử dụng cái biến thành viên public này thì chúng ta sẽ viết thuộc tính. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ viết thuộc tính public static in số đối tượng, và mục đích của cô là sẽ đọc cái biến thành viên tĩnh kia. Như vậy cô sẽ đổi cái này nó trở thành gì? Biến hỗ trợ khai báo bằng private, này sẽ khai báo thuộc tính nhé. Cái này chúng ta sẽ không có set đúng không? Chỉ đọc thôi mà, không set. Có xem. Ở đây nói rằng là số đối tượng khách hàng không được gán rồi. Như vậy là ra ngoài thì chúng ta chỉ dùng được thôi, chúng ta không gán được. Nhưng ở đây thì trong thân thì chúng ta muốn gán. Thế thì có hai cách. Bởi vì bản chất cái số đối tượng khách hàng này, đó, nó là thuộc tính, thì chúng ta có thể gán thẳng vào trong cái biến lưu giá trị thuộc tính. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ viết này, set bằng value. Đó. À không được, viết thế này thì ở bên ngoài vẫn gán được số đối tượng khách hàng đúng không? Cô thử xem nhá. Cô viết là KH3 chấm số đối tượng này, số đối
Rồi. Khách hàng chấm số đối tượng khách hàng bằng 10. Đúng không? Như vậy thì nó vẫn dán được mà. Cho nên là ở đây thì chúng ta sẽ phải là cho bên trong không được dán. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái này là private đúng không? Đúng không? Private. Tức là trong lớp này thì chúng ta dùng được đúng không? Rồi. Nhưng mà ở ngoài thì không dùng được. Ok. Đấy là chúng ta viết thuộc tính để đọc cái giá trị của biến static. Đây chúng ta dùng bình thường thôi. Làm giá trị thuộc tính. Vậy chúng ta đang nói đến biến thành viên tĩnh này, thuộc tính tĩnh này. Bây giờ chúng ta nói đến phương thức tĩnh. Thì tương tự như là biến hay là thuộc tính tĩnh, phương thức tĩnh liên kết với bản thân lớp chứ không liên kết với đối tượng của lớp đó. Do đó thì cũng chỉ có một cái phiên bản duy nhất của phương thức để tạo ra thôi. Về cái cú pháp khai báo thì các em thấy rằng nó khác với cái phương thức thành viên duy nhất là ở cái từ khóa static. Và có một cái chú ý nữa là một phương thức tĩnh thì chỉ có thể tham chiếu trực tiếp đến các biến tĩnh và các phương thức tĩnh khác của lớp. Và tại vì sao? Đây là phương thức thuộc về lớp. Cho nên ngay khi khởi tạo lớp thì phương thức cũng được tạo rồi. Lúc đó mà chúng ta sử dụng những cái thành viên thuộc của lớp ấy thì lớp thì đối tượng chưa được tạo, nên là các gì nào thành viên của đối tượng ấy nó cũng chưa được tạo, nó không thể dùng được ở phương thức tĩnh. Thế đương nhiên là những cái phương thức thành viên thì chúng ta đều sử dụng được các gì nào thành viên tĩnh thôi. Như vậy là về lý thuyết của cái phần đối tượng ở hôm nay thì chúng ta dừng ở đây nhé. Bây giờ cô sẽ hoàn thiện cái ví dụ của chúng ta hơn. Thế thì ví dụ của chúng ta là yêu cầu là cho phép người dùng nhập vào thông tin các khách hàng. Tức là chúng ta nhập nhiều chứ không phải là nhập một, đúng không? Sau đấy chúng ta sẽ hiển thị thông tin các khách hàng đó này, đã nhập này. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sửa chương trình của chúng ta chút để mà cô sẽ viết thành công thức nhá. Ơi, như vậy ở trong chương trình trong program thì chúng ta sẽ làm cái điều gì? Chúng ta sẽ nhập thông tin của nhiều khách hàng thông tin của nhiều khách hàng đúng không? Thứ hai nữa là sau đấy là chúng ta sẽ hiển thị thông tin
khách hàng đã nhập đấy, trong bên gọi lại hai phương thức chuyển. Thế thì bây giờ là chúng ta thấy là để lưu thông tin nhiều khách hàng, lưu thông tin nhiều khách hàng thì cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta dùng ấy thì nó sẽ phải là mảng hoặc danh sách, nó phải là array hoặc là array list hoặc là list t. Nếu mà mảng thì chúng ta phải xác định được số khách hàng chúng ta muốn nhập, còn array list và list t không, chúng ta sẽ kết thúc khi mà chúng ta gì đó, chúng ta khi gì nào chương trình hỏi chúng ta muốn tiếp tục nhập không, chúng ta trả lời là không, không muốn nhập nữa thì nó sẽ kết thúc, đúng không? Hai cái nhập của mảng với lại tập hợp nó hơi khác nhau một chút như vậy. Còn hiển thị thông tin các khách hàng đã nhập thì chúng ta chắc phải duyệt cả danh sách để chúng ta hiển thị ra. Bây giờ tôi sẽ viết hai cái phương thức này trước. Đây là phương thức nhập. Trong cô nhớ lại trong cái ví dụ về cái gì nhỉ, cái mảng hay là tập hợp, đúng không, thì cô đã khai báo cái phương thức của chúng ta có thể nhận tham số là mảng hay tập hợp, rồi kiểu dữ liệu trả về là mảng hay tập hợp, đúng không? Và trong cái ví dụ đó thì cô nhớ rằng là cô minh họa các biến chúng ta sử dụng là được khai báo ở mức phương thức, ở mức local. Thế còn ở đây thì cô tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể viết được giống như cách ở trong ví dụ cô minh họa ở bài collection. Như đây thì cô làm hơi khác đi một chút là như thế này. Chúng ta sẽ cần nhập thông tin khách hàng một danh sách. Được chưa? Sau đấy ở cái phương thức để hiển thị danh sách ấy, cô cũng sẽ sử dụng cái danh sách này. Thế thì ở đây cô sẽ dùng một cái danh sách có cái phạm vi sử dụng là ở mức class. Cô không truyền qua tham số nữa nhé. Sử dụng cái danh sách có phạm vi sử dụng ở mức class. Và như vậy ở đây tôi sẽ khai báo list chứa danh sách khách hàng private, kiểu dữ liệu là list, nghĩa là chúng ta phải s cái gì nhỉ, mở ép cái namespace vào, đúng không? List khách hàng và tên là danh sách khách hàng bằng new list khách hàng mở đóng ngoặc. Nếu mà chúng ta nhớ cái list này nó nằm ở trong namespace nào thì em viết trực tiếp vào đây using system.collection.generate. Và đây thì cô nhớ tên class, nhớ tên class nhé. Đó. Và thì nhớ tên class cô viết đúng rồi thì nó sẽ hỗ trợ cho cô thôi. Nó bảo cô sử dụng cái namespace này, chúng ta chọn nó. Đó. Và như vậy thì ở phương thức này thì cô không cần là khai báo cái tham số, đúng không, của phương thức nữa, và kiểu trả về là void luôn, nhập thẳng vào trong cái danh sách kia mà. Cái này chắc private thôi, đúng không, bởi vì dùng trong main mà. Private void nhập thông tin, nhập danh sách khách hàng như
Ngay thì chúng ta hỏi đến bao giờ dừng thì thôi đúng không? Vậy thì nó sẽ phải là thay bóng cái biến string lựa chọn đúng không? Hey, string lựa chọn. Mã này họ đi tên dừng được mấy em nhỉ? Cần gì pass con sâu đi mai họ đêm em nhập số lượng mua rồi. Thế là chúng ta nhập được một thông tin cho một khách hàng. Nhưng mà chúng ta mới chỉ nhập và lưu vào các biến thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo đối tượng khách hàng có thông tin mà user vừa nhập. Khách hàng ta new khách hàng ở đây cô dùng con chapter nhá mã đẹp tên số lượng đơn giá sau đấy chúng ta thêm đối tượng pass vào list list chúng ta tên là danh sách khách hàng của chúng ta nó là một tập hợp nên để thêm một phần tử của tập hợp chúng ta dùng phương thức S
Như vậy, ta thêm xong một khách hàng rồi thì chúng ta phải hỏi xem khách hàng có muốn tiếp tục nữa không, đúng không? Show. Đây là nhấn L đúng không? Nhấn L để kết thúc nhập. Rồi. Sau đấy là lựa chọn. Console with like. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải xem. Xem là thông tin chúng ta nhập ấy nó có vào trong cái danh sách này hay không. Vậy ở đây thì cô sẽ gọi phương thức nhập danh sách khách hàng. Đây bây giờ nhá, nhập danh sách khách hàng, cô biết ở đây rồi đó. Nhưng mà nó sẽ có lỗi bởi vì ở đây khai báo như thế này là nó thuộc về đối tượng, đúng không? Thuộc về đối tượng của lớp program thì chúng ta phải viết cái này program, my program bằng new program. Yeah. Sau đấy chúng ta mới gọi cái phương thức này qua đối tượng my program. Chúng ta cần xem xong phương thức đấy thì nó có lưu vào cái danh sách này hay không. Vậy cô sẽ dừng ở đây nhé. Nhập mã khách hàng. Có khai báo nó là gì nhỉ? Số nguyên, cô nhập vào KH nhưng mà có lỗi đúng rồi. Một. Họ đề. Tên. Hai nhỏ. Số lượng mua. 10. Đơn giá. 20. Nhấn N để kết thúc nhập. N. Wow. Sao nó vẫn chạy nhỉ? À kia là. Chúng ta nhập là N. N viết hoa đúng không? Đây là N hoa, thì chắc là chúng ta phải convert rồi đúng không? Sang đây chữ hoa, rồi viết ở đây đúng không? Chấm to upper. Nhập mã khách hàng. N kết thúc nhập. N đủ rồi thì N thường cũng được đúng không? Rồi chúng ta nhập một, nhập xong rồi chúng ta xem trong này. Ôi, sao không xem được cái cửa sổ của nó nhỉ? Mấy cửa sổ hết rồi. Đây đâu cờ không phải của số watch debug window xem auto có nhìn thấy không? Không thấy ha. Rồi vậy xem bằng của số watch. Vậy cô muốn xem cái danh sách khách hàng này nó đã lưu được cái phải qua xem qua my program đúng không? Vì thế này nó nằm khai báo thế này thì nó cũng nằm ở trong my program đúng không? Ừ, đấy static đấy với lại không static đấy đúng không? Thì bây giờ sẽ phải was, nó phải là gì?
clear nhá. Dance watch. My program. Đó. Đó. Xem qua đối tượng mà. Xem nó có cái gì. Rồi chúng ta nhìn thấy rồi đây. Đó. Cao bằng 1, chắc là nó không lưu được rồi. Như vậy đây là chúng ta khai báo là phương thức của thành là biến thành viên. Ở đây là phương thức của thành viên, nên là khi gọi và khi xem chúng ta đều phải qua cái đối tượng của lớp program. Rồi các em nghỉ giải lao 5 phút nhé. Giang thì giải lao. Như vậy là ở đây chúng ta đã gọi được cái nhập khách hàng rồi. Thực ra cái này là nhập danh sách khách hàng. Ok. Bây giờ chúng ta viết tiếp cái hiển thị đúng không? Private voice, hiển thị danh sách. Này chúng ta lấy luôn cái danh sách kia ra hiển thị, nên là chúng ta cũng không có cái tham số nào hết à. For each của chúng ta đây là khách hàng đúng không? Trong danh sách khách hàng chúng ta sẽ in ra thôi. Also, why line item ID đó. Rồi item
Sau đó thì chúng ta sẽ gọi phương thức để hiển thị danh sách đúng không? Gọi phương thức để hiển thị danh sách. My program hiển thị danh sách. Ok. Chúng ta xem kết quả. Ok. Được chưa nào? Đến đây có bạn nào hỏi cô gì không? Đây là các em có nghe thấy cô nói không? Có đúng không? Có bạn hỏi cô gì đây? Đến đây có bạn nào hỏi cô gì không? Vậy chúng ta chú ý thế này nhá. Ở trong cái sau khi cô khai báo lớp khách hàng thì chúng ta chú ý rằng là khai báo lớp khách hàng thì cô có phần khai báo thuộc tính này, các phương thức này thì có phương thức nhập này, phương thức xuất này, đúng không? Tính tổng tiền có nạp chồng này, còn trong tờ có các kiểu tham số này, có các tham số lượng tham số khác nhau này, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà sang chương trình sử dụng ấy thì cô không hề sử dụng cái phương thức nhập, ta không thấy đúng không? Cô dùng hoàn toàn nó là gì? Constructor. Thực ra là cái phương thức nhập ở trong cái chương trình C-Sharp rất ít khi các em nhìn thấy, mà các em muốn đoán một đối tượng thì thường chúng ta sẽ dùng constructor nhá. Cho nên là cái phương thức nhập ấy ở đây cô sẽ bỏ đi. Em nhìn thấy thực ra nó rất là giống với phương thức gì đó, với constructor đúng không? Phương thức nhập ở này. Constructor nếu mà năm tham số nó sẽ là void, à xin lỗi, không có void nhập thông tin khách hàng, nó sẽ là public tên khách hàng đúng không? Như vậy thường cái này chúng ta sẽ bỏ đi nhá. Chúng ta dùng constructor. Nó chiếm thì trong C# chúng ta viết cái phương này. Còn cái suất này thì có lẽ là sau này chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta sẽ dùng cái toString, cái đấy ở trong cái phần là kế thừa chúng ta mới nói tới. Tiếp theo là ở đây là cô khai báo cái danh sách này, khai báo cái phương thức này là không có static, nên mà khi sử dụng nó thì bắt buộc chúng ta phải khai báo đối tượng. Còn nếu mà ở đây chúng ta không muốn khai báo đối tượng của lớp program thì chúng ta gọi luôn các phương thức này ấy, thì ở đây chúng ta sẽ viết thế này, đổi cho cô cái này thành static. Từ từ cô sẽ đổi cái này trước nhá. Đổi cái phương thức này trước, static verbose static static được đấy. Thì nếu mà đổi cái phương thức này thành static thì ở đây chúng ta sẽ gọi trực tiếp qua program luôn, nó sẽ là như thế này, program chấm đó. Yeah. Nhưng mà vì là gì? Vì là hai phương thức này chúng ta viết trong cùng class program nên chúng ta cũng không cần gọi luôn, không cần gọi tên class nữa, gọi thẳng luôn tên phương thức. Yeah. Câu lệnh này thì chúng ta cũng bỏ đi, không cần khai báo nữa. Và lúc mà nói lý thuyết thì cô nói một câu là cái constructor, cái phương thức tính của chúng ta. Phương thức tính đâu nhỉ? Đây. Một phương thức tính chỉ có thể tham chiếu đến các biến tính và các phương thức tính khác của lớp. Thế thì ở đây của chúng ta, cái biến này là biến thành viên, biến của đối tượng, biến thành viên của thể hiện. Cái này nó thuộc về đối tượng, cho nên ở đây chúng ta ép vào nó báo lỗi à? Được chưa?
Nếu bây giờ chúng ta khai đối tượng, chúng ta ép vào thì mỗi một đối tượng được ép vào một danh sách khác nhau. Từ đó sẽ là gì đó? Các vùng nhớ khác nhau mà. Cho nên ở đây chúng ta phải khai bằng cái này, nó là static nha. Đấy. Chúng ta chạy lại chương trình. Cảm giác chương trình nó rõ ràng hơn rất nhiều đúng không? 1 này, A này. Và bây giờ là công việc của em. Cô sẽ gửi cái bài demo này lên ở đâu nhỉ? Ở trang của trường nhá. Các em lấy cái bài này về để các em tạo cho cô một project. Class cô định nghĩa rồi đúng không? Nhưng bây giờ các em bổ sung vào main cho cô cái menu. Được chưa? Bổ sung cho cô cái chương trình. Đấy. Menu này và chương trình chỉ kết thúc khi người dùng chọn thoát. Và người dùng chọn 1 hoặc 2 thì chọn chọn phương thức tương ứng. Tức là trong cái ví dụ minh họa của cô là nó cứ chạy lần lượt thôi, nhập xong hiển thị. Nhưng mà bây giờ cô muốn rằng là gì? Cứ nhập, chọn 1 rồi nhập, xong rồi chọn 1 nữa thì vẫn là nhập. Menu như thế. Và ở đây cô muốn là các em tạo cái project của các em riêng nhá. Xong là có thể add và copy code vào được, chứ không lấy cái project này. Được cho cô nhá. Được chưa? Thì để mà chúng ta cô sẽ minh họa cách mà chúng ta ép các class vào trong chương trình của chúng ta như thế nào. Ví dụ đây cô tạo một cái project mới. Cô đặt nó trên desktop nha, chờ nó. Desktop. Rồi. Bây giờ cô có thể add phải một cái existing project bây giờ vào trong project của mình. Đó. Em chọn cái project của chúng ta cho nó add bây giờ, hoặc là chúng ta gì đó add cái class thôi, add class vào trong project thì đây nhớ. Chúng ta add class đúng không? Existing item. Chúng ta chọn cái project minh họa. Đồng ý. Đấy đúng không? Ví dụ cô add khách hàng. Yes. Add vào xong thì ở đây chúng ta có khách hàng rồi đúng không? Rồi. Thế bây giờ program cô sẽ thử dùng cái khách hàng xem nó có được không nhá. Trong project chúng ta đã add được khách hàng rồi. Chúng ta sẽ dùng khách hàng. Khai báo thôi. Khách hàng AH1 bằng nhiêu khách hàng. Thế thì các em sẽ thấy nó không báo lỗi. Đấy, không báo lỗi là nguyên nhân là như thế này. Tại vì cái lớp khách hàng ấy, lúc trước chúng ta khai báo nó nằm ở cái solution khác. Nên là tên namespace nó khác à? Được chưa? Tên namespace nó khác. Bây giờ chương trình của chúng ta tên namespace nó khác này, cho nên các em phải đổi tên nhá. Hoặc là nếu các em không muốn đổi tên thì trên này các em phải using cái namespace. Ta đổi tên như vậy. Từ bên này nó sẽ dùng được á. Gì đó. Đấy, tạo cho một project tên của mình. Add các class đã có sẵn vào. Được chưa? Và chúng ta sẽ bổ sung ở bên như này cho cô. Mấy giờ chúng ta hết giờ nhỉ? Mấy giờ chúng ta hết giờ? Mấy giờ? Mười giờ bốn mươi hết giờ đúng không?
cô sẽ xét trên trang của trường 10 giờ 45 hết giờ nộp bài nhá. Hôm nay cô thấy có 4 bạn nhắn tin cho cô là đi tiêm phòng thì cứ đi đi nhá, không cần nộp bài ấy đâu. Cứ đi tiêm đi, không cần nộp bài. Đâu nhỉ? Cô gửi lên cho cô. Đây đây, đây cô mới đang chọn cái cô được không được? Cúc chuông. Cúc đóng rồi đã. Cúc xếp. Rồi cô gửi lên rồi nhá. Cô đặt ở trong cái thư mục bài đề môn chung của lớp ấy nhá. Yêu cầu này, để cô share yêu cầu luôn nhá. Share yêu cầu nằm ở đâu đây? Ok. Em với cô. Thế thì có nghĩa là mình phải tạo ra một cái project mới, xong rồi mình viết vào đấy hả cô? Đúng rồi, tức là ý cô muốn là các em phải không lấy cái solution cô gửi cho em nhá, không lấy project cô gửi cho em, em phải tạo ra một cái riêng, xong rồi em add những cái đã có vào, biết đổi tên của cái namespace đi, em hiểu không? Vâng.